Hồng Kông đang là nơi được người dân Trung Quốc nhắm đến khi muốn mua các loại thuốc cao cấp, đặc biệt là thuốc chống ung thư, vì giá mềm hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Vịnh Causeway nằm ở phía bắc Hồng Kông, nổi tiếng với hàng trăm hiệu thuốc bán các loại thuốc nhập khẩu. Một trong những loại thuốc được tìm kiếm nhiều nhất là Herceptin, thuốc đặc trị ung thư vú có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Do loại thuốc này không nằm trong danh mục bảo hiểm, giá ở Trung Quốc lại quá cao, nhiều người bệnh đã đến Hồng Kông để mua với giá rẻ hơn. Ở Trung Quốc, loại thuốc Herceptin dạng 440mg có giá 25.000 nhân dân tệ ở Trung Quốc, trong khi đó ở Causeway là 20.000 nhân dân tệ. Thậm chí những nhà thuốc nằm cách xa trung tâm thành phố chỉ bán loại thuốc này với giá 14.800 nhân dân tệ, thấp hơn Trung Quốc hơn 10.000 nhân dân tệ. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự chênh lệch về giá này. Thứ nhất là do hệ thống thuế giữa Hồng Kông và Trung Quốc khác nhau. Thứ hai là do sự khác nhau về hệ thống phân phối thuốc. Ở Hồng Kông, thuốc được bán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ, trong khi ở Trung Quốc, thuốc từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ phải qua trung gian. Điều này đẩy giá thuốc lên cao hơn. Thứ ba, tại Hồng Kông, các dịch vụ khám bệnh và phân phối thuốc hoạt động độc lập với nhau, vì vậy không xảy ra trường hợp bác sĩ liên kết với các nhà thuốc làm tăng giá thuốc. Nhiều hiệu thuốc ở Hồng Kông đang vì khoản lợi nhuận béo bở này mà kinh doanh bất hợp pháp. Theo Bộ Y tế Hồng Kông, bán thuốc không kê đơn sẽ bị phạt tối đa 100.000 đô la Hồng Kông và 2 năm tù. Việc bán các loại thuốc không kê đơn trái phép có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là khi dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc và chất lượng.